为者，谁可全力脱身奔去追觅？旧苦鬼百千，权与势极有魔力。防守为等必胜之役，前功你放一刻去喘息，明刀难及暗中短暂威力，未会信最亲的情与爱没有出息。人性好丑，多少价值纷扰勾心搏击，四面满腹强敌，亦过者必得痛斥。谁要饰演小角色，每一出手有目的，谁要繁华盛世坟墓变色，成王败寇留下战绩彰显我势力。阿弥陀佛，đại sư Đường thí chủ đã tới thế giới cực lạc Tây Phương hưởng được vinh sanh, sao thí chủ lại buồn rầu đau lòng chứ? Đại sư là một con tăng đắc đạo, dĩ nhiên có thể khám phá thế tịnh. Tại hạ là một phàm phu tục tử, dù sao cũng không thể khám phá hồng trần. Thí chủ quanh qua nội liễm, thần dinh mà không lộ ngoài, đủ thấy thí chủ là người đại trí đại tuệ. Với tù gì của thí chủ phải đủ sức chứ? Đại sư, tại hạ có một thắc mắc, xin đại sư chỉ dạy. A Di Đà Phật. Tại vì chí hữu bị chết, còn ta sau bao năm kinh lịch, thiệt thấy mê man quá, thiệt thấy mệt quá. Ta thoái ẩn giang hồ, bỏ mặc các việc trần đời, tưởng là nửa kiếp sau này sẽ được bình định, tiếc là không được toại nguyện. Thoái ẩn chưa chắc là quy độ, có lẽ là người chỉ kiếm được bỉ ngạn thôi. Bỉ ngạn? Bỉ ngạn tại tâm trung, có nghĩa là không, không nghĩa là có. Có nhiều người cố tình đi kiếm bỉ ngạn của mình, nhưng kiếm hoài mà không gặp, đó là đau khổ lớn nhất. Bỉ ngạn càng lúc càng xa, rồi làm sao kiếm được cái cảnh tượng hoa nở trăng tròn chứ? Rượu gấp gáp như vậy hại sức khỏe đó. Ngươi đã bao lâu chưa thấy ta tập kiếm? Lục Châu chỉ là lúc vừa theo thiếu gia đã thấy một lần thôi. Được, ta sẽ múa dòng tình kiếm cho ngươi coi. Tại sao lại không múa tiếp? Lục Châu,
Theo ngươi Tịnh Quang có phải là anh hùng không? Cử chỉ hành vi thiếu gia quang minh lỗi lạc, được người kính trọng chứ như là anh hùng. Ta không phải là anh hùng. Suốt đời này ta làm việc chưa hề được thành công. Ta đã hứa với Lữ Tư Nương chăm sóc cho cậu suốt đời suốt kiếp, nhưng mà ta làm không nổi. Ta hứa với Đường phu nhân để làm tròn 300 nguyện cho bà, nhưng mà cả tâm nguyện thứ ba của bà là gì ta cũng không biết. Vậy đâu phải là anh hùng. Thiếu gia, thiếu gia đã tận sức rồi, chỉ là Đường phu nhân không chịu nói. Vậy thiếu gia làm sao mà giúp cho bà chứ? Em tin rằng hồn thiêu của Đường phu nhân không có trách thiếu gia đâu. Bà biết ta không thể làm tròn tâm nguyện thứ ba, cho nên bà mới không nói. Thiếu gia, đời người ngắn ngủi, có bao việc như ý. Phu nhân, rốt cuộc đã tới hả? Có phải ta đang nằm mơ không? Là mơ hay là thiệt? Lại có phân biệt gì chứ? Nhìn thấy phu nhân, tại hạ thiệt thiết hẹn trong lòng. Tăng tiên sinh, ta cũng biết người vậy không thể hoàn tất tâm nguyện thứ ba của ta, nên ái ngại trong lòng. Không sai, tại hạ nợ của phu nhân quá nhiều, chỉ là muốn trồng một ít gì cho phu nhân thôi. Điều tiếc là thật ra người đã hoàn tất tâm nguyện thứ ba của ta rồi. Ủa? Tâm nguyện thứ ba của ta là mong có thể được như lưỡi cô nương, có thể trở thành hồng nhan tri kỷ trong thâm tâm của tiên sinh. Ta biết đây chỉ là một xa vọng, không phải vì ta bạc mệnh không có phúc đức này, mà vốn trên đời này không có ai có thể thay thế vị trí của lữ cô nương trong thâm tâm của tiên sinh. Nhưng trong lúc đó ta đã cảm giác được ta cũng như lữ cô nương, có thể đi vào trong đáy lòng và trong thâm tâm của Tăng tiên sinh. Được rồi, trong lúc ta lầm chung, ta sợ được giọt lệ từ mắt người. Người có thể vì ta mà chảy nước mắt, là ta đã được tất cả những gì ta mong muốn trong đời ta. Tăng tiên sinh, thiệt là cảm ơn người. Đừng phu nhân, bà phải đi rồi hả? Bà sẽ đi đâu? Tới biển ngàn, mong là mai này không bao lâu chúng ta sẽ được gặp bên đó. Thank you.
Cô nương, đây là đồ bổ mà công tử nhà ta dặn đầu bếp làm, mong là cô nương sớm ngày được khang phục. Hắn chỉ nói câu này thôi hả? Dạ phải. Nếu cô nương không có gì căn dặn, nô tỳ xin cáo lui. Chờ chút. Cô nương có gì căn dặn? Nói với công tử nhà ngươi, ta muốn được gặp mặt hắn. Nô tỳ sợ là công tử nhà ngươi năm lần bảy lượt không chịu tới gặp ta, có phải chê bai ta không rõ lai lịch, làm nhục gia thanh không? Cô nương xin được cứ hiểu lầm, công tử nhà ta quyết không có ý này đâu. Nhưng mà hắn là nhân cứu mạng của ta, ta chỉ chính miệng nói cảm ơn một câu thôi, không lẽ như vậy cũng không được hay sao? Công tử không phải là không muốn gặp cô nương, chỉ là công tử bị mặc cảm thôi. Bộ hắn xấu xí lắm sao? Dạ không phải. Vậy không lẽ hắn bị tàn tật? Thiếu gia rất là bình thường. Nếu các thứ đều không phải, tại sao hắn lại không dám tới gặp ta? Không lẽ ngày nào cũng phải nhờ thư từ cao phú này để giao lưu sao? Ngươi đi nói với công tử nhà ngươi, cho dù là hắn xấu xí hay là bị tàn tật đi nữa, ta cũng không ngại. Tại vì ta biết được hắn có tấm lòng lương thiện. Cảm ơn cô nương đã khen tặng công tử nhà ta. Công tử thường hay nói với chúng tôi là cô nương tài hoa lỗi lạc, ý thơ phong nhã, quyết không phải là thứ phàm phu tục tử thì không dám trèo cao, cho nên công tử mới không dám gặp mặt cô nương. Thật ra hắn cũng biết được mấy bài thơ hay mà. Ngươi đi nói với công tử nhà ngươi, nếu ngày mai hắn vẫn không tới gặp ta thì ta sẽ đi. Cô nương, ta nói thiệt đó, biểu công tử nhà ngươi hãy suy nghĩ chín chắn đi. Cô nương, mời ăn cơm. Ta đã nói rồi, ngươi không cần đem cơm nước tới. Nếu công tử nhà ngươi không ra gặp mặt ta, ta cũng không nể tình hắn nữa. Cô nương hãy khoan giận. Cô nương hãy coi nè, người khách tới mà không bước tới đi nghênh đón, thậm chí cũng không thúc lời chào hỏi, đây là lý lẽ để tiếp khách sao? Tại hạ Hoành Diệp tham kiến cô nương. Tại hạ quấy nhiễu tới cô nương, thiệt là tội đáng chết. Không phải, ta chỉ tưởng ngươi là... Là cái gì? Có phải tướng tài hạ là thằng cuội không vậy? Cô nương, mời. Mời. À phải, công tử không phải là kẻ bị cùi, mình mấy không bị tàn tật gì hết, tại sao lại tự ti mặc cảm? Tại vì trong mười mấy hôm nay, tài hạ với cô nương kết giao bằng thư từ, càng đọc văn chương của cô nương thì càng thấy cô nương tài ba xuất chúng, quả đúng thiệt là một nữ trung hào kiệt. Trái lại nhìn mình, những thứ mà tài hạ biết đem so sánh với cô nương, quả thì cách xa quá đi. Cho nên tài hạ không dám gặp ta. Không giấu cô nương, tài hạ thật ra ngày nào cũng gặp được cô nương, chỉ là đứng đằng xa ngó lại mà thôi. Tại hạ vô lễ, mong cô đừng thứ lỗi cho. Thì ra người nói láo. Công tử như ngọc thủ lâm phong, hào hoa phong nhã, tin rằng kẻ ngưỡng mộ công tử quyết không phải ít. Sao công tử lại bị đứa con gái đã tới đường cùng này làm cho điên đảo? Không sai, tại hạ quả thật đã gặp được nhiều vị cô nương, có kẻ xinh đẹp tuyệt trần, cũng có người già thế hiển hách. Tiếc là khi sánh với cô nương thì đều là những kẻ dung tục thôi. Công tử quá khen. Thật ra tôi không có gì tốt,
Không hiểu tại sao lại được công tử để mắt xanh tới thôi. Tài hoa của cô nương có thể so với Thái Diễm Bàn Siêu, Thánh Chiếu Đường Hải, thử hỏi lại có ai sánh bằng chi. Công tử quá khiêm tốn thôi, tài tình của công tử cũng không ai sánh bằng mà. Cô nương thì đã quá khen tại hạ rồi. Nếu so sánh tại hạ với cô nương thì như Lãng Nguyệt Hàng Bình, Hà Diệp Phù Bình mà thôi. À phải, vẫn chưa cảm ơn công tử cứu mạng. Hay là để tối nay ta mời công tử một ly để tỏ tâm ý. Được. Cô nương, mời. Lúc mà tại hạ cứu cô nương, nhìn thấy phục sức của cô nương như là người trong giang hồ. Không biết có phải cô nương gặp kẻ thù truy sát cho nên bị thương không vậy? Nếu như cô nương có điều gì khó nói. Không sai, ta quá thật là người trong giang hồ. Hôm xưa ta không những bị thương, còn bị người ta phế bỏ võ công. Cô nương à, xin cô nương cũng đừng quá đau buồn. Mất đi võ công, ta không thể trả thù cho cha ta được, thì cũng như một phế nhân. Những chủ ngày mai này ta thì không biết phải làm sao. Cô nương, cô nương không cần phải buồn rầu như vậy. Chỉ cần cô nương không chê bai tại hạ, tại hạ chịu chăm sóc cho cô nương suốt đời. Kim Phụng, đời người đáng ý phải tận quen, xin đừng bỏ lỡ ánh trăng đẹp. Chúng ta thì không nên phụ lòng cảnh đẹp của tối ngày hôm nay, có phải không hả? Phụng à, cô nghe tao nói, tao quả thiệt không có đè nén nổi cho nên mới làm ra chuyện này. Tin ta đi, ta thật lòng với cô, tao có thể thề với ông trời. Ta không cần ngươi thề nữa, ngươi muốn ta ta ra. Được, ta chết cho ngươi coi. Đừng nha, ta chết không đáng tiếc, tao quả thiệt đáng chết mà. Kim Phụng, nếu như cô chết thì để ta chết. Chuyện gì mà dại dột như vậy? Vậy cũng tốt, để cho cô đích tài giết chết ta, giải trừ oán hận trong lòng của cô. Buông ta ra! Tại sao dại dột vậy? Tại sao làm chuyện dại dột vậy? Ta không mặt mũi gặp cô, để cho người yêu của mình giết chết mình, ta cảm thấy đáng lắm mà. Nè, ra tay đi. Theo con nói như vậy, Đặng Tiềm Phụng đã hoàn toàn thần phục với con. Dù bây giờ con kêu nó đi chết, nó cũng nghe lời của con hả? Thì đương nhiên. Con đóng kịch xuất sắc như vậy, cộng thêm vào sự dàn xếp tỉ mỉ của cha, có cô gái nào mà lại không một lòng một dạ chứ? Bây giờ kế hoạch của cha đã hoàn tất bước đầu tiên, coi bộ cũng tới lúc phải tiến hành bước thứ hai rồi. Thưa cha, bước kế tiếp phải làm sao? Con đừng có lo, cha đã có an bài hẳn hồi. Hoàng thượng, sao ngài lại thăm vấn thứ vậy? Ngọc Phi, em qua đây coi. Có nhiều nơi bị hạn hán và bị mất mùa, nhưng quan phủ lại tặng thế quá cao, khiến cho có nhiều người nổi lên làm loạn. Quan phủ yêu cầu triều đình phái binh tới trấn áp. Ngọc Phi, em nghĩ trẫm phải làm sao?
Hoàng thượng, đây là việc quốc gia đại sự, thần thiếp chỉ là một người đàn bà thì không nên thêm vào nghị luận. Ngọc Phi, nhưng trẫm muốn nghe ý kiến của em. Thần thiếp chỉ có nhớ là hoàng thượng đã có dạy thần thiếp, thánh nhân cũng có nói dân không sợ chết cần chi lấy cái chết để hù họ. Bây giờ giang triết đã mấy năm thất mùa, bá tánh không có sanh kế, nhưng mà quan phủ đại nhân còn hối thúc họ trưng thu thuế má, vậy khác gì là tăng thêm gánh nặng. Nếu như hoàng thượng còn phái binh đi trấn áp, thần thiếp chỉ sợ là chừng đó quan ép dân phản thì quyết không phải là phước đức của xã tắc. Theo những ý kiến của thần thiếp, sao không miễn thâu thuế má của họ 3 năm, cho họ có một tia hy vọng tập trung sinh sản. Như vậy thì thứ nhất là miễn được quan phủ lo trưng thu, thứ hai là miễn được một trận binh họa không cần thiết. Như vậy có phải là được vẹn toàn hay không? Hoàng thượng không biết thần thiếp nói có đúng hay không? Đúng, nói rất đúng. Ngọc Phi, hay là theo ý của em viết lên tấu chương của trẫm đi. Thần thiếp không dám. Ngọc Phi, trẫm phê duyệt tấu chương cả ngày, trẫm thì là mệt lắm. Trẫm kêu em viết thì em viết đi. Nếu hoàng thượng đã nói vậy, thần thiếp chỉ đành làm theo. Di thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Ngọc Phi nương nương. Thập thất hoàng thúc, đêm khuya tới cầu kiến trẫm là có chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, cấm quân đại nội trong lúc tuần tiễu hoàn thành bắt được một người con gái tự xưng là bạn của Ngọc Phi và muốn gặp Ngọc Phi. Ồ, có chuyện này thật sao? Dạ phải hoàng thượng. Vậy cổ tên là gì? Cổ không chịu nói gì hết, chỉ nói là khi Ngọc Phi gặp được cổ là sẽ nhận ra. Ủa, hoàng thượng. Truyền. Dạ. Dân nữ tham kiến hoàng thượng, tham kiến Ngọc Phi nương nương. Ngươi là đại tỷ? Là chị hả? Sao lại đến nông nỗi này? Đại tỷ, chị em thêm đi. Đủ rồi. Đúng rồi đại tỷ, với địa vị giang hồ của chị đủ sức hô hào giảm chúng, tại sao lại lâm vào hoàn cảnh này? Chị bị người ta phế đi do công. Cái gì? Năm xưa vì trả thù cho cha, dọc đường chị đã truy sát Tăng Tịnh, tiếc là trước sau 4 lần bị thất bại. Nhưng Tăng Tịnh không những không gây tổn thương tới chị, và còn nói với chị cha không phải bị hắn giết. Tăng tiên sinh thật sự không phải là hung thủ giết cha? Ban đầu ta cũng không tin, nhưng sau đó nghĩ lại, lần nào hắn cũng chịu tha cho chị, cho nên chị đã tin hắn. Nhưng mà cái chết của cha chị vẫn ái ngại trong lòng, cho nên chị đi uống rượu. Có một đêm chị uống rượu say, đã đụng chạm tới Dương chân nhân của núi Long Hổ. Hắn trách chị vô lễ, cho nên đã phế đi võ công của chị. Từ đó chị đi phiêu lãng các nơi. Vậy tại sao chị lại không về Trung Nghĩa Đường? Chị đã làm tổn quay phong của Trung Nghĩa Đường, chị không còn mặt mũi trở về nữa. Tiểu Ngọc, hôm xưa chị đã trách lầm em, thứ lỗi cho chị nha. Đại tỷ, từ đầu chí cuối em đâu có giận đại tỷ. À đúng rồi, từ nay chị có kế hoạch gì? Thật ra chị đã không còn gì luyến tiếc. Lần này chị tới đây là muốn gặp em lần cuối, từ đó sẽ kết liễu đời mình. Đại tỷ, em có một đề nghị, hay là chị ở lại trong cung với em đi? Không được đâu. Năm xưa chị đã làm việc có lỗi với em, hoàng thượng đâu có chịu tha lỗi cho chị đâu. Thôi bỏ đi Tiểu Ngọc, em mặc kệ chị sống chết đi nha. Không đâu, hoàng thượng không phải là người hẹp hòi như vậy. Không sai, hôm xưa ngài đã có chút hiểu lầm với chị, nhưng mà chuyện đó đã qua lâu rồi. Không lẽ chị vẫn còn giận em sao? Đâu có, nhưng mà chị không cần phải nói nữa, cứ quyết định như vậy. Em nghĩ chỉ cần em nói với hoàng thượng nhất định sẽ không phản đối. Ngọc Phi,
tánh của Kim Phụng không phải thuần lương giống như em. Trước kia nghĩa trung đường Trẫm đã từng thọ giáo lợi hại của cổ. Trẫm vì nể mặt em cho nên không chấp nhất, còn kêu Trẫm chứ chấp cô ta. Hoàng thượng, nghĩa phụ có ơn nghĩa nuôi dưỡng thần thiếp, bây giờ đại tỷ có nạn, thiếp thì không thể thấy chết mà không cứu. Hoàng thượng, coi như thần thiếp xin ngài. Ngọc Phi, thôi được, Trẫm chịu hứa. Tạ ơn hoàng thượng, nhưng mà thần thiếp còn có một sự thỉnh cầu. Ngọc Phi, thần thiếp được hoàng thượng yêu chuộng, suốt đời ghi ơn, không bao giờ dám quên. Chỉ mong là hoàng thượng nể mặt thần thiếp, có thể sắc phong cho Kim Phụng. Được rồi, đứng dậy đi. Hoàng thượng, ngài đã hứa với thần thiếp rồi đó. Hoàng thượng. Được rồi, được rồi. Dù sao Kim Phụng cũng là kẻ có học, Trẫm phong cho cô ta làm nữ sứ, được phép đi lại trong nội đình. Em vừa lòng chưa? Đường phu nhân, cảm ơn bà báo mộng. Biết được bây giờ bà đã đạt được ba nguyện vọng, trong lòng ta thì thấy thản nhiên. Chỉ tiếc là ta vẫn chưa kiếm được bỉ ngạn của ta. A Di Đà Phật. Đại sư, coi bộ tâm trạng của người đã khá hơn thường ngày nhiều. Có lẽ ta thấy là không cần cưỡng cầu gì về những chuyện đó nữa. Tâm nguyện đã đạt. Tại hạ thấy là trong đời người nếu có quá nhiều nguyện vọng phải đạt thành thì đời người thiệt đau khổ quá đi. Có lẽ là sau khi sáu đạo luân hồi vẫn chưa đạt được bỉ ngạn của mình. Nếu như vậy, sao không tùy duyên? Nếu thí chủ đã biết tùy duyên thì bỉ ngạn đã không xa nữa, thiệt là một điều đáng mừng. Nếu không được đại sư chỉ đạo, tại hạ vẫn bị tâm nào quấy nhiễu. Cảm ơn đại sư. Sau khi Trẫm hồi triều, Trẫm lúc nào cũng bận việc phê duyệt tấu chương. Thì ra làm hoàng đế không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như ngày xưa được làm một vị bối lạc, rảnh rỗi thì xuất cung để dạo chơi. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, ngài lo trăm việc, lao tâm lao lực, phải giữ gìn sức khỏe mới là phước đức của vạn dân đó. Sáng nay Trẫm mới phê duyệt tấu chương của Giang Nam. Trẫm muốn tới Giang Nam, một là du ngoạn để có thể giải tỏa tâm tình, hai là Trẫm cũng muốn biết bình giá thị chánh của dân Giang Nam đối với Trẫm thế nào. Nhưng mà hoàng thượng đăng cơ chưa có lâu, nếu như rời kinh, e rằng trong cung sẽ có phần tử không tốt thừa cơ gây chuyện đó. Ngạc Khanh nói đúng, trong cung thật có nhiều phần tử bất an. Trẫm muốn thừa cơ hội này để dụ rắn ra động và để coi người nào có hứng thú với giang sơn của Trẫm. Hoàng thượng hùng tài dĩ lược, nhi thần kinh phục. Việc ở trong cung Trẫm đang bài hết rồi. Điều mà Trẫm không yên tâm đó là Ngọc Phi, bởi vì cô mới vừa nhập cung, lại là người Hán. Trẫm lo là khi Trẫm vắng mặt sẽ có người gây bất lợi cho cổ. Hoàng thượng đừng lo, lúc hoàng thượng nam du, nhi thần nhất định chăm sóc các việc ở hậu cung, bảo đảm an toàn. Được như vậy thì Trẫm yên tâm. Lần này hoàng thượng nam du nhất định phải thêm cẩn thận, bên ngoài dù sao cũng không có an toàn như ở cấm cung. Lần này Trẫm nam hạ có A Cúc đã đi theo, đâu có chuyện gì phải lo. Điều mà Trẫm cảm thấy lo là em đó. Thần thiếp tự biết chăm sóc lấy mình, xin hoàng thượng hãy yên tâm. Nơi cung đình lúc nào cũng có sự tranh chấp, em không phải là người lớn lên ở trong cung, cho nên khi Trẫm nam hạ, em nhất định phải cẩn thận nha. Thần thiếp biết. Thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Ngọc Phi nương nương. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. A Cốt đã chuẩn bị thỏa đáng, đang chờ hoàng thượng khởi gia. Ngạc Khanh. Có thần. Lúc mà Trẫm nam hạ, tất cả việc trong cung Trẫm giao cho Khanh xử lý. Thần sẽ trút hết sức mình, quyết không lơ là, tới chết không thôi. Ngọc Phi, bây giờ Trẫm đi nha. Hoàng thượng ngài phải bảo trọng. Ngày 13 tháng Giêng năm 1757, Càn Long xuất phát từ kinh thành bằng đường lộ qua trực độ Sơn Đông, tới Triết Giang Thanh Khẩu, qua Hoàng Hà, vượt trạm Thiên Phi và đi thuyền Nam Hạ qua Dương Châu, tới trấn Giang Đàn, Dương Thường Châu, Tu Châu và sau đó thì tới Hàng Châu. Ngoài việc qua triều ngắm sông, đi khắp Giang Lam Tây Hồ và theo dẫn Hà Bắc lên tuần thị trưởng gia Bá Cao và Yến.
và rồi đi tới tập Bắc Ngạn. Từ đường lộ qua phủ Thái An tới đồng miếu để thắp nhang. Ngày 4 tháng 5 về Diên Minh diện sử và được gọi là Càn Long Nam Tuần lần thứ nhất. Đứng ngay nha. Tố luyện hoành gian, thanh như kim cổ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Khắp nơi thiên hạ đều là hoàng thổ, xuất thổ chi bần đều là hoàng thần. Hoàng thượng ngài nè, làm gì là lớn vậy? Đang di phục xuất tuần, ngươi muốn bị lộ hả? Nô tài đáng chết, nô tài lỡ quên. Nô tài, ta mới vừa nói xong. Cái gì mà nô tài đi hả? Hay là mình tới Tây Hồ cho mau nha, để thử Tây Hồ sông tuyệt, trà Long Tỉnh nước hổ phách, để chủ nhân có thể giải lao. Ý này cũng rất là hay, nhưng mà bây giờ đã tới Hải Ninh rồi, ta muốn đi thăm cư trú của cố nhân trước. Cố nhân? Đúng vậy, và ta cần phải đi một mình. Hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng mời thượng tọa. Hai người cũng ngồi đi. Tạ ơn hoàng thượng. Lúc cha còn sống, tiền đế Thế Tôn đã có nhiều lần phong thưởng và thiệt là hậu đãi. Bây giờ cha đã qua đời lâu năm mà hoàng thượng vẫn chưa quên đi và đã đích thân tới Phúng Điếu, thiệt là phước trạch vinh diệu của cha thần và di thần. Di thần thì cảm ơn vô cùng. Trần Quốc lão về triều đình tận tâm tận sức, lúc hắn qua đời, tiền đế lại không có tới để thắp nhang cho hắn. Chuyện này đã khiến cho tiền đế rất là ái ngại. Nhằm lúc lần này Trẫm Nam Hạ tới đây, Trẫm cũng nên góp chút sức cho tiền đế. Trẫm còn muốn truy phong cho Trần Quốc lão làm Tam Đẳng Công. Tạ ơn thánh thượng long ân. Hoàng thượng quản thi ân trạch, không những ban cho con cái của nhà họ Trần và còn ban cho tiên nhân, thiệt là phước đức của chánh sanh thiên hạ. Hai người bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Trần Quốc lão suốt đời đã tận trung với tiền đế. Nghe nói năm xưa tiền đế gặp được một cô nương thường dân và tên là Lữ Tứ Nương. Và khi Lữ Tứ Nương gặp nạn, may là có Trần Quốc lão đã bảo vệ cho cổ, tiền đế có thể tập trung lo việc triều đình và đăng cơ suôn sẻ. Trần Quốc lão thật có công hiển hách. Đây là bổn phận của kẻ làm thần tử. Nhắc lại chuyện này, di thần cũng biết sơ qua. Năm xưa khi tiền đế già ở Bắc Hải Linh, đã từng ở lại hàng xá, ở tại thư phòng hôm xưa của ngài và Lữ Tứ Nương. Tất cả trang trí cha thần có ra lệnh là không được đụng tới, để làm kỷ niệm. Cho nên trang trí của thư phòng đó tới nay vẫn như là hôm xưa. Không biết hoàng thượng có muốn đi coi qua hay không? Ủa? Hoàng thượng mời. Đây là thư phòng hôm xưa của Lữ cô nương. Lúc đó, cổ hay bị buồn rầu và uất ức, rảnh rỗi chỉ là thiêu bông qua ngày. Dân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cầu tiếu xuân phong. Không ngờ một nữ anh thư, tuy là đã qua đời, nhưng còn để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Cho tới khi tiền đế già trú Bắc, cổ mới được vui vẻ một chút. Hai vị họ thường hay ở vườn sau ngâm thơ ngắm trăng, múa gươm đánh cờ. Ngọn giả sơn bên ngoài vẫn còn để lại ngự bút của tiền đế già.
Hoàng thượng, mời. Chính là ngọn núi giả trước đây thôi. Nguyện tác thanh tùng thiên tuế cổ, thùy luận phương khẩn nhất chiêu tân. Dùng cây tùng ngàn năm để nói lên tâm ý chân thành. Tiền đế già thì có tình dài với Lữ cô nương. Tiền đế quả thật là một người trọng tình nghĩa. Ngài và Lữ tứ nương yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng đáng tiếc, Lữ tứ nương là người Hán, không được nhà Thanh thông cảm, và cuối cùng đã trở mặt thành thù với tiền đế, khiến cho tiền đế quốc ức không vui, ôm hận suốt đời. Nếu như tiền đế không phải thuộc dòng đế dương, mà chỉ là một người dân bình thường, trẫm tin rằng ngài và Lữ tứ nương, hai người có thể kết tóc xe duyên, trăm năm bạc đầu. Nhưng mà đáng tiếc, tiền đế đã ôm hận suốt đời, tới chết cũng không cam tâm. Thật đúng là cây muốn yên nhưng gió chẳng ngừng, con muốn nuôi cha nhưng cha lại qua đời. Chưa kịp đền đáp thì mặt trời đã lặn. Trẫm thật uổng là một kiếp người. Hoàng thượng bất buồn. Thật ra hoàng thượng cũng không cần tự trách quá. Bây giờ thiên hạ thanh bình, nội ngoại đều an, cũng nhờ cơ nghiệp vững cốt của tiền đế già. Ngươi yên tâm, trẫm chỉ cảm xúc nhất thời thôi. Đối với mối tình của tiền đế và Lữ tứ nương, trẫm cảm thấy tiếc cho họ. Lão già, nếu như hoàng thượng thấy thương cho Lữ tứ nương, di thần thấy là đôi bông tai này tặng cho hoàng thượng là thích hợp nhất. Ủa, đôi bông tai này là tiên đế già vì muốn lấy lòng của Lữ tứ nương đã đúc theo đường cong của chiếc vòng ngọc của cổ. Tiếc là khi công trưởng tới đây, Lữ cô nương đã bỏ đi không về. Nhằm lúc hoàng thượng tới đây, cho nên thiệt là nên trả lại đôi bông tai này. Chiếc vòng của Lữ tứ nương trẫm đã tặng cho Ngọc Phi rồi. Nếu như bây giờ trẫm mang đôi bông tai này tặng luôn cho Ngọc Phi, như vậy có đôi có cặp chắc là đẹp lắm. Đừng, xin đừng, xin đừng, xin đừng, xin đừng. Thái hậu, thái hậu có chuyện gì vậy? Thái hậu có chuyện gì? Thái hậu xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì? Mụ ta chưa chết sao? Không đâu, không đâu. Thái hậu kim bàn vạn phúc, thọ sánh với trời, sao lại có chuyện này chứ? Thập thất hoàng đệ nói đúng, thái hậu quá lo lắng rồi. Dạ phải. Thái hậu, thần thiếp thấy là vì thập bát lão hoàng cô vừa qua đời, bà mới buồn rầu quá độ, ba ngày nghĩ tới, ban đêm nằm mơ thôi. Thái hậu nên giữ gìn sức khỏe, nếu không thần thiếp thì không biết phải làm sao ăn nói với hoàng thượng. Cũng có lẽ là ba ngày nghỉ nhiều, nhưng mà nằm mơ thấy như vậy không phải là điềm tốt lành. Coi bộ bổn cung đã không sống lâu nữa. Thái hậu, có lẽ thái hậu nói cũng đúng. Thập thất hoàng đệ, thập thất hoàng thúc, thái hậu xin đừng hiểu lầm. Ý của vị thần là sức khỏe của thái hậu còn tráng kiện hơn chúng tôi, sống lâu trăm tuổi cũng là chuyện thường thôi, làm gì có tích tượng đại hạch. Nhưng mà có mộng thì có ứng. Vị thần nghe nói ở miếu Đồng Ấp có một bàn lòng thiềm sư đạo hạnh cao cường, biết được quá khứ và tương lai. Hay là thái hậu tới miếu Đồng Ấp thắp nhang để mà hỏi cho mình mạch, để thái hậu được yên lòng. Thiệt à? Vậy ngươi hãy chuẩn bị thế bổn cung, trước khi trời sáng mình tới miếu Đồng Ấp thắp nhang.
Mấy thùng vàng đó Quả Thiên Dương đã cho người đem tới điện sao? Lát nữa ngươi làm theo lời dặn của Thiên Dương là được, có biết không? Nếu Thiên Dương thì có càng dặn, bổn tọa đâu có dám không làm theo chứ. Nhưng mà sau khi thành công rồi, dĩ nhiên có điều lợi của ngươi, miễn là ngươi cứ làm theo kế hoạch vậy là được rồi. Tham kiến Thành Hải Thánh Nữ. Bái kiến Thành Hải Thánh Nữ. Đại Pháp Sư, các người làm gì đây? Hoàng Thái Hậu nói là e sẽ duyên thọ sắp tận, thiệt là một chuyện quan đường. Quẻ xăm cô mộc tàu thanh này là ghi tải câu chuyện của Thành Hải Thánh Nữ đắc đạo. Sau ngày lập giáo chưa hề có ngày đắc đạo, vậy mà hôm nay Thái Hậu xin là được ngày. Thêm vào Thái Hậu dạng kiềm quý thể, bây giờ là Hạo Nhật Thái Thiền, là hiện tượng dạng kiềm. Bốn tòa khẳng định Thái Hậu chính là chuyển thế của Thánh Nữ, thí phước hành thiện trong dân gian, hưởng thọ còn ít nhất là 50 năm nữa. Thiệt à? Bốn tòa đâu có dám gạt Thánh Nữ. Chúc mừng Thái Hậu. Chúc mừng Thái Hậu. Đây chính là hiện tượng đại cát đại lợi đó. Đại Pháp Sư, bổn dương còn có một chuyện không hiểu gì, giấc mơ của Thái Hậu là có ý gì? Ngươi đứng dậy rồi nói. Tạ Thái Hậu. Đúng rồi, sau khi không bổn cung lại nằm mơ thấy như vậy? Câu chuyện này đơn giản lắm thôi. Thanh Hải Thánh Nữ chuyển thế, thí phước hành thiện, bổn tọa thấy là tiên nhân của Thái Hậu ở dưới suối vàng không có được yên ổn, muốn nhờ Thái Hậu giúp đỡ, nhờ phước ơn của Thanh Hải Thánh Nữ trấn áp yêu ta mà thôi. Có cách nào giúp được cho họ đây? Xin Thái Hậu cứ việc yên tâm, chỉ cần đem linh vị của họ an táng lên bổn miếu, với phúc ân của Thái Hậu thêm vào chu thần chu tiên của bổn giáo phù hộ cho bọn họ, xua đi tất cả tà ma, như vậy thì mọi việc được xong xuôi. Nhưng mà... Nhưng mà chuyện gì? Nhưng mà bổn miếu sơ sài chật hẹp, thiệt đã quá cũ kỹ rồi, lại nhiều năm không tu sửa, thì không xứng với các vị tiên nhân hoàng thất, làm nhục quốc thể. Vậy đơn giản thôi, bổn cung sẽ quyên ra 1.000 vạn lượng để xây lại miếu Đông ấp, số còn lại sẽ do quốc phú, lấy ra bao nhiêu tiền cũng được hết. Tạ Hoàng Thái Hậu ân điển, nhưng mà việc xây lại miếu Đông ấp tốt nhất là phải hướng về mặt Tây, để có thể trực đạt thánh địa của Tây Phương Cực Lạc. Nhưng phía Tây của miếu có khắp người hẻn ở, đã ngăn cản phong thủy của mảnh đất này, cho nên... Vậy thì biểu họ phải dọn ra hết. Có chuyện gì quan trọng hơn là an bài linh vị của tổ tiên nhà Thanh? Nhị vị Hoàng Thúc. Dạ. Dạ. Hai người hãy cùng với bổn cung trở về, triệu tập chúng đại thần để bàn về việc dựng lại ngôi miếu. Dạ. Lần này thiệt là ông trời đã giúp ta, khi không cho Thái Hậu nằm ác mộng này, Hoàng thượng không ở trong cung, Thái Hậu phải thu đất xây miếu, có đại thần nào dám phản đối? Chỉ cần dựng lại miếu Đồng ấp thì màn này thiệt là hay. Không sai, xây lại miếu Đồng ấp thì trước tiên phải dỡ đi cái miếu ngàn mẫu, khiêu gợi cơn giận của dân Hán, thì chúng ta nhất định sẽ có cơ hội. Trận lửa này có thể trái thành hay không thì phải coi người có biết cách quạt lửa không đó. Kim Phùng, phải trông kệ cho em. Sống phàn phu怎 如攀地王者，自有丰功伟者，谁可全力脱身奔去追觅？舊苦为百千亿，权与世极有魔力。昂首为等必胜之役，前功
因可去喘息，明道难及暗中短暂威力，未会信最亲的情与爱没有出息，人性好丑多少价值，纷扰勾心搏击。